Giả từ các công nhân viên tại hãng luyện thép Iva, sau hơn một tiếng gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã tiến về nhà thờ chính tòa Thánh Lorenzo của Tổng giáo phận Genova. Tại đây đã có 1.800 linh mục, nữ tu và chúng sinh chờ sẵn ngài bên trong thánh đường, cùng với một số giám mục miền Liguria, không kể hàng trăm ngàn tín hữu khác đón chào ngài ở quảng trường bên ngoài. Trong cuộc gặp gỡ và đối thoại, sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Tổng giám mục Genova, ba linh mục và một nữ tu đã nêu lên bốn câu hỏi với Đức Thánh Cha. Cha Phó Andrea Carcassole hỏi Đức Thánh Cha về những tiêu chuẩn để sống đời sống thiêng liêng khẩn trương trong sứ vụ giữa đời sống văn minh phức tạp hiện nay và giữa bao công việc, kể cả về hành chánh, làm cho linh mục có cuộc sống dễ bị phân tán. Cha Sở Pasquale Revello xin Đức Thánh Cha dài chỉ dẫn để sống tình huynh đệ linh mục tốt đẹp hơn mà Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận dẫn cổ võ và thăng tiến với các cuộc gặp gỡ giáo phận, giáo hạt, hành hương, tĩnh tâm. Mẹ Roxangen Sala, Chủ tịch Hiệp hội các nữ bề trên cấp cao của các dòng nữ miền Liguria, xin Đức Thánh Cha những chỉ dẫn để sống đời sống thánh hiến ngày càng nồng nhiệt, trung thành với đoàn sủng, với công việc tông đồ và với giáo phận. Sau cùng là cha Andrea Caruso, dòng Cappuccino, nêu câu hỏi, làm sao sống và đương đầu với sự sa sút ơn gọi linh mục và tu trì ngày nay? Trước khi trả lời các câu hỏi được nêu lên, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho các tín hữu chính thống Cop ở Ai Cập bị khủng bố giết chết trên đường đi hành hương tại Đan Viện Thánh Samuel Lê, vì họ không muốn từ bỏ đức tin. Ngài nhắc lại rằng, chúng ta hãy nhớ các tín hữu Kitô ngày nay nhiều hơn thời xưa. Trong phần trả lời, Đức Thánh Cha đặc biệt cảnh giác đối với những điều vi phạm tình huynh đệ linh mục, sự ghen tương, cạnh tranh, đưa tới sự nói xấu, du khống hoặc những nhận xét hạ giá. Ngài nhắc đến sự kiện nhiều khi trong các cuộc thăm dò về ứng viên giám mục, đương sự bị những người khác nói xấu, du khống hoặc có những người hạ giá người anh em. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác cần phải loại trừ những người hay nói hành nói xấu ra khỏi chủng viện, vì họ sẽ làm hại hàng giáo sĩ. Ngài cũng nói thêm rằng, chúng ta có một nguy cơ mà nhiều khi chúng ta không nhận thấy, đó là nguy cơ tạo nên một hình ảnh linh mục biết mọi sự, không cần đến những người khác. Đó là linh mục thông biết tất cả. Sự tự bản như thế là một thực tại gây hại nhiều cho đời sống linh mục.